Mến chào các bạn, mình là Thanh Xuân. Hôm nay mình sẽ ra bài hướng dẫn đếm nhịp một bài nhảy của nước ngoài rất vui nhộn. Bài này gồm 5 câu 32 bước, chỉ thực hiện ở một tường. Và bây giờ mình sẽ thực hiện một lượt ở tường đằng trước, một lượt cùng hướng với mọi người, và cuối cùng sẽ là phần chỉ tiết. Câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 4. 4, 2, 3, 4. Câu 5. 5, 2, 3, 4. Thực hiện cùng chiều câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 4. 4, 2, 3, 4. Câu 5. 5, 2, 3, 4. Và bây giờ sẽ là phần chi tiết. Câu số 1. Bắt đầu chân phải đẩy lên hai tay, chúng ta sẽ đánh úp lòng bàn tay xuống phía dưới như thế này, đánh sang phía bên phải của mình trước nhé. 1, 2 là kéo chân kéo tay về. Hai nhịp tiếp theo ngược lại. 3, 4 là kéo chân về. 4 nhịp tiếp theo các bạn sẽ đứng đẩy hông sang phải sang trái. Bắt đầu chân phải nhé. 5, 6, 7, 8. Và hai tay chúng ta sẽ đưa về phía trước, ngửa lòng bàn tay chụm vào nhau như thế này. Thực hiện cùng chiều. Bắt đầu chân phải, hai tay đánh sang phía bên phải trước. 1, 2. Hai nhịp tiếp theo ngược lại. 3. Nhịp thứ 4 kéo chân phải về và hai tay các bạn đưa về phía trước của mình luôn. Hai tay đưa về phía trước và chúng ta để lòng bàn tay hướng về phía trước, chụm đầu vào nhau như thế này nhé. Rồi bắt đầu này. 4, 5, nhịp thứ 5 chúng ta đẩy hông, bắt đầu chân phải. 6, đẩy hông, bắt đầu chân trái. 7, chân phải. 8, chân trái. Lặp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc ở chân trái. Thực hiện lại lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2. 4 nhịp đầu, tiến chéo bắt đầu chân phải. Tay trái chống hông, tay phải chúng ta đẩy lên trên cao về phía bên phải của mình nhé. Bắt đầu chân phải này. 1. Nhịp thứ 2. Kéo chân trái lên, tạt ngang chân phải. Hai nhịp tiếp theo ngược lại, rồi chân trái đẩy chéo về phía bên phải của mình nhé. Đổi tay này. 3, 4. 4 nhịp tiếp theo các bạn sẽ đi lùi xuống phía dưới, bắt đầu chân phải. Và hai tay chúng ta sẽ để trước người của mình và chúng ta sẽ xoay tay như thế này nhé. Bắt đầu này. 5, 6, 7, 8. Kết thúc ở chân trái. Thực hiện lại câu số 2 từ tư thế cuối ở câu số 1 này. Rồi, tiến chéo bắt đầu chân phải. 1, 2, hai nhịp tiếp theo ngược lại. 3, 4, lùi, bắt đầu chân phải, hai tay cuộn tròn trước mặt nhé. 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện câu số 2 từ trước này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện là hai câu 1, 2 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3. Đi cha cha xoay một nửa vòng về phía bên trái của mình nhé. Rồi bắt đầu chân phải, mình thực hiện động tác chân trước này. 3. Chúng ta đẩy chân phải lên chạm mũi chân trái. Nhịp thứ 2 xoay chân trái. Nhịp tiếp theo đẩy chân phải lên phía trước của mình nhé. Lúc này tư thế người chúng ta đã xoay về phía sau rồi đấy. 3 và 4.
4 nhịp tiếp theo chúng ta xoay ngược lại về phía bên phải của mình bằng cách các bạn đẩy chân trái lên, chặn mũi chân phải nha. 5, nhịp thứ 6 xoay mũi chân phải. 6, nhịp thứ 7 chúng ta đẩy chân trái lên. 7 và 8, kết thúc câu số 3. Kết hợp với tay ở câu này nhé. Rồi chúng ta sẽ đẩy chân phải lên, thì chúng ta sẽ đẩy tay phải, từ phải chúng ta đưa sang bên trái của mình nhé. Rồi khua như sau này. 3, 2, 3 và 4. 4 nhịp tiếp theo xoay ngược trở lại thì chúng ta đánh tay trái, chúng ta khua từ bên trái sang phía bên phải của mình. 5, 6, 7 và 8. Thực hiện lại lần nữa. 3, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Câu số 4 đi hình của tráng. Câu này chỉ có 4 nhịp thôi nhá. Rồi chúng ta bắt đầu chân phải bước chéo về phía bên trái của mình, lên trước của chân trái này. 4. Rồi lại bước chéo chân trái lên. 2. Rồi chân phải kéo xuống. 3. Chân trái kéo xuống. 4. Thực hiện lại câu số 4 này. 4, 2, 3, 4. Câu này rất đơn giản nhé. Câu số 5 cũng rất đơn giản. Các bạn bước qua bước về bắt đầu chân phải của mình thôi. 5, 2, 3, 4 là kết thúc câu số 5. Mình thực hiện lại 3 câu, 3, 4, 5. Câu 3 cha cha xoay được vòng này. 3, 2, 3 và 4 ngược lại. 5, 6, 7 và 8. Câu 4 đi hình của tráng. 4, 2, 3, 4. Câu 5 bước qua bước về. 5, 2, 3, 4. Chúng ta thực hiện lại 5 câu này nhé. Câu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 4, 4, 2, 3, 4. Câu 5, 5, 2, 3, 4. Ở bài này chúng ta sẽ có một đoạn nối gắn ở sau câu số 5 ở phần giữa bài. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Câu số 5 là các bạn bước qua bước về như thế này. Được chưa? Thì đoạn nối này chỉ có 4 nhịp thôi. Các bạn bước lên này, chân phải trước này. 1. Rồi đến chân trái. 2. Rồi lùi chân phải xuống. 3. Lùi chân trái xuống. 4. Kết thúc ở chân trái. Đoạn nối này chỉ có 4 nhịp thôi. 2 nhịp đầu là bước lên, 2 nhịp sau bước xuống nha. Mình thực hiện lại đoạn nối nhé, từ tư thế cuối của câu số 5 này. 1, 2, 3, 4.